Alo các bạn, hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2023. Hiện giờ là 11 giờ trưa. Và hôm nay mình làm cái video dùng cái trang chuyên về theo dõi những chiếc tàu trên biển. Và mình sẽ xem chiếc Silver Queen mà VinFast mướn để đưa những chiếc xe ra nước ngoài đang ở đâu. Và mình xin nói thêm là kỳ này lạ một cái là VinFast ra đưa xe ra nước ngoài kỳ này, báo chí Việt Nam chỉ là hoàn toàn im lặng, cũng như VinFast rất là im lặng, không có thông báo là đi qua nước nào hoặc là đem bao nhiêu xe. Thì cái này cũng bình thường, nhưng mà có cái là tại mình so sánh lúc đầu, nhất là cái lô đầu tiên rất là ồn ào, rùm beng, coi như là báo chí nào cũng đăng. Rồi mướn người đưa tin này kia. Cho nên kỳ này rất là im lặng, âm thầm. Thì trước đây 2 ngày là chiếc tàu Silver Queen nó ở Canada. Và theo những cái trang website này là báo là hôm nay ngày 20 tháng 11 sẽ đến Barkley, đến cảng Benicia. Và mình sẽ dùng cái trang này để xem hiện giờ chiếc Silver Queen đang ở đâu. Theo trang này báo là ETA, Estimate Time Arrival, tức là giờ đón đến cảng là 20 tây tháng 11 lúc 5 giờ. Nhưng mà mình thấy cái trang này, trang khác báo là 9 giờ đã ở ngoài khơi rồi, và đang đợi tin để vào phía trong. Và vào phía trong không có đơn giản, vì phải qua đến 3 cái cầu, cho nên là những cái trạm Coast Guard họ phải cho phép mới vào. Và mình phải xem là cái cảng Benicia hiện giờ có chiếc tàu nào đậu ở đó không. Nếu mà có phải đợi. Cũng tùy theo chiếc tàu, nếu mà tàu đó mà mới đến thì phải đợi lâu. Và mình nghĩ là chiếc Silver Queen này nó sẽ đợi ngoài đây hơi lâu, cũng như lô thứ hai là họ vào trong, họ qua cầu đỏ, băng qua cầu San Francisco Bay Bridge, và họ đậu ngay cái giữa Alameda với San Francisco. Và cái video trước đây mình có quay hồi tháng 5 lô 2 là chiếc Silver Queen nó đậu ở đây cả 2-3 ngày nè. Cho nên kỳ này có thể là cũng như vậy. Cho nên bây giờ là 20 tây, có thể là 22, 23 mới vào cảng. Và cái đường đi của tàu này đi qua cầu Bay Bridge, không, đi qua cầu Golden Gate, xong rồi đi qua cầu Bay Bridge nè. Đi cầu Bay Bridge nếu mà đợi, nếu mà không đợi thì băng qua cầu Richmond Semaphore, sau đó là tới cầu Benicia, Carquinez Benicia, và cuối cùng mới đến Benicia, thành phố Benicia đây. Và cái cảng đây, hiện giờ mình zoom in, đây là trực tiếp nha. Hiện giờ có chiếc tàu Istra Ace đang đậu ở đây. Và mình sẽ tìm hiểu chiếc tàu này nó đến đây lúc nào, nó từ đâu đến. Mình có thể đoán được là nó sẽ nằm ở đây bao lâu, đến khi chiếc tàu khác vào. Nếu mà kế tiếp thì Silver Queen thì có thể là 2-3 ngày nữa chiếc tàu Silver Queen mới đến đây. Nếu mà có chiếc tàu nào khác nữa thì có thể lâu hơn. Và cái trạm này, cái chỗ bãi đổ xe này là trước đây mình có làm video rồi. Đây là chỗ đổ xe của hiệu Mazda và Toyota và VinFast. Và phía bên trong đây nè, đây là cái xăng lớn hơn, rất là nhiều xe ở trong đây. Khi nào mình rảnh mình sẽ làm video. Và đối diện cái vùng đó, bên phía cầu dưới miền Nam đây nè, cũng có cái chỗ đổ xe cũng rất là lớn. Cho nên cái cảng này nó chuyên về xe. Và nhất là cuối năm
những cái xe năm 2024 á, cuối năm họ sẽ đưa vào đây để mà đem ra những cái đại lý để mà bán cho năm mới, cho những xe năm mới. Đây mình coi cái Israel là xe gì. Đây là chiếc tàu nè, nó báo là cũng đến đây cùng ngày với Silver Queen. Nó đến đây hồi 9:15. Well, nó estimate đến cảng là 9:15, cho nên mình nghĩ là nó đến đây rất là sớm. Và cái cờ, chiếc tàu này mang cái cờ, để coi cờ gì. Bahamas, đây là cờ của Bahamas, tức là ở Trung Mỹ, giống như Panama. Chiếc Silver Queen là mang cờ Panama. Và mình có thể xem là chiếc tàu này trước đây nó ở đâu. Cái trang này không có nói, nhưng mà trước đây mình có vào cái trang khác có nói là chiếc tàu này nó đến từ Japan, tức là bên Nhật. Thì mình nghĩ là cũng đúng, tại cái chỗ đổ xe này là của Mazda hoặc là Toyota, thì nó từ Japan cũng đúng. Có khi nó đến từ Mexico, tại Mexico cũng có cái hãng Toyota ở đó. Và mấy ngày kế tiếp đây, có thể là 2-3 ngày kế tiếp, mình xem chiếc Silver Queen nó ở đâu. Và mình chạy ra mình quay, chia sẻ cho mấy bạn ai muốn theo dõi thì xem. Và thứ hai nữa, mình xem coi chiếc tàu nó đổ xe xuống xe gì, có đổ xe xuống không, hay là nó chỉ bốc những cái xe bán không được đem về. Cho nên kỳ này tại báo chí không có đưa thông tin, cho nên mình không có biết là có thể gọi cái này là lô 3 hay không. Tại nếu mà đổ xe xuống thì lô 3, nếu mà đến bốc xe thôi á, thì mình nói là đây là lần thứ 3 chiếc Silver Queen đến cảng Benicia đưa xe để mà dịch vụ cho hãng VinFast. Và cũng như lúc trước mình nói là lý do đi từ Canada xuống đây, để mà đi xuống Nam nữa, để đi qua Panama Canal, để mà qua bên Pháp, Đức và Hà Lan. Vì theo thông tin là cuối năm này sẽ đưa xe qua bên phía bên Đức, Hà Lan và Pháp. Và đó là thông tin hiện giờ mình xin chia sẻ với mấy bạn nào muốn theo dõi. Vì mình đi làm gần đây cho nên mình lấy thông tin rất là dễ. Và trong những ngày kế tiếp mình cố gắng sẽ đưa thông tin. Xin cảm ơn mấy bạn đã theo dõi.